Hôm nay lỡ mất một vai có thoại, nhưng giờ mình rất vui vì còn 2 tiếng nữa là có thể gặp nhau rồi. Dừng xe, túi của tôi. Dừng xe. Dừng xe, túi của tôi. Trả lại ảnh cho tôi. Đây là ảnh của tôi. Trả tôi điện thoại đây. Anh ăn cướp giữa đường đấy à? Tùy tiện cầm điện thoại của người khác gọi là xâm phạm đời tư, anh có biết không? Đuổi theo xe chụp trộm không phải xâm phạm đời tư người khác à? Ý anh là sao? Tôi có thể không sao đo, nhưng tôi không muốn có lần sau. Anh... Được rồi, coi như hôm nay tôi xui xẻo. Anh trả lại ảnh cho tôi. Cô à, xin cô hãy học cách tôn trọng người khác. Anh trả lại ảnh cho tôi. Này, anh đưa đây. Anh chờ đã, xuống xe. Anh xin lỗi tôi đi. Là sao đây? Nếu cô thấy tiền có thể giải quyết được thì gọi số điện thoại này. Này, anh đừng đi. Loại người kiểu gì vậy? Cái tên khó nghe quá thể. Lễ hội triển lãm truyện tranh chính thức khai mạc vào sáng nay ở trung tâm triển lãm thành phố. Rất nhiều hoạt động tương tác được tổ chức theo kế hoạch. Điều đáng mong chờ là hôm nay cũng được tổ chức buổi họp mặt người hâm mộ của đại thần lồng tiếng Mạc Bất Ngữ. Mình không thể mang những bức ảnh bẩn thế này đi gặp Mạc đại thần được. Chờ đã. Mạc đại thần, Mạc Bất Ngữ. Mạc Bất Ngữ, Mạc đại thần, Mạc Bất Ngữ. Mạc đại thần, Mạc Bất Ngữ. Mạc đại thần, Mạc đại thần. Mạc Bất Ngữ. Rất cảm ơn mọi người, không khí náo nhiệt quá. Mạc đại thần. Được rồi, hôm nay ngoài buổi họp mặt người hâm mộ cũng là một ngày rất đặc biệt. Mọi người biết là ngày gì không? Kỷ niệm 5 năm. Đúng rồi, tôi xin phép thay mặt mọi người hỏi anh ấy một câu. Anh Mạc Bất Ngữ, bộ phim mới bao giờ mới được chiếu?
Bộ phim mới đã nộp âm từ tuần trước. Nếu hậu kỳ ổn, các nhân vật khác cũng lồng tiếng xong. Nhanh nhất là tháng sau có thể gặp mọi người. Anh đã lồng tiếng cho nhiều vai. Đến nay anh thích nhất là vai nào? Huyền Triệt. Đến giờ chắc là vai Huyền Triệt trong Phượng Hoàng Giác. Bộ phim đầu tôi ra mắt. Mình biết mà. Tôi tin có rất nhiều người thích vai diễn này. Tiếp theo chính là thời gian tương tác với người hâm mộ. Tôi sẽ chọn một bạn may mắn ở dưới khán đài để hoàn thành cảnh này cùng với anh Mạc Bất Ngữ. Tôi chọn tôi. Tôi chọn nhé. Tôi. Mời bạn nữ bên kia nào. Tôi sao? Đúng rồi, cô đấy. Cẩn thận. Mời cô giới thiệu về bản thân. Là cô ta. Mạc đại thần. Chào anh. Tôi là Hạ Tiểu Ninh. Tôi đã hâm mộ giọng của Mạc đại thần được 4 năm. Đúng là người hâm mộ trung thành mà. Tôi còn thấy cô mang theo một tấm bảng cổ vũ cực kỳ tinh xảo. Là cô tự làm nó sao? Đúng vậy. Mấy tấm ảnh này đều do tôi tự dán lên. Mỗi tấm cũng đều là tôi tự chụp. Mong Mạc đại thần sẽ thích. Thật chu đáo. Tiểu Ninh này, cô quen với Phượng Hoàng Giác không? Tôi biết chứ. Đây là bộ phim nhập môn của tôi. Câu thoại nào tôi cũng đọc thuộc nó. Vậy thì tốt quá. Giờ chúng ta chính thức bắt đầu được rồi. Huyền Triệt ta. Cả đời này chỉ khóc vì 3 nữ nhân. Một người là mẹ ta, một người là Dĩ Nhu, còn một người là Xạ Nguyệt. Nhưng cuối cùng ta mất hết cả 3 người này. Vì ta, thật không đáng đâu. Nếu tình yêu cũng có đáng hay không đáng, có lẽ nó không còn là tình yêu. Dạ Nguyệt, nếu có một ngày nàng chán ghét quyền thế, chán ghét võ công bí tịch, chán ghét tranh cướp đấu đá, ta ở đây chờ nàng. Dù sau này thế nào, ta cũng chỉ mong giờ này phút này ta được ở bên chàng. Giờ này phút này ta chỉ muốn ở bên chàng. Chúng ta sắp phải bắt đầu màn tiếp theo rồi. Mạc đại thần, cô đi nghỉ một chút đi nhé. Tiếp theo mời nhóm Thần Phong biểu diễn bài hát Gửi Tương Tư. Chú ý nhìn đường đi, có đến mức đó không? Xin lỗi. Không sao, tôi hiểu mà. Thật sự ngại quá, tôi xin lỗi. Trò cố ý ngã vào lòng tôi, có quá nhiều người dùng rồi. Nếu con người quá quyến rũ, phòng bị thế nào cũng không nổi. Mặc Bất Ngữ, anh cũng chỉ đến thế thôi. Còn kém tôi chút nữa. Mạc đại thần, chúng em mãi mãi ủng hộ anh. Mạc Bất Ngữ cố lên. Chúng em mãi mãi ủng hộ anh. Mạc đại thần. Sao lại là cô? Tôi cảnh cáo cô rồi.
Tôi cũng cảnh cáo anh, đừng tưởng anh xóa ảnh rồi là tôi không nhớ nữa. Mau xin lỗi tôi đi, nếu không tôi sẽ kể tội anh đấy. Cô đừng đi theo tôi nữa. Anh chờ đã. Xin lỗi tôi đi. Xin lỗi. Đúng. Đầu tiên, anh làm bẩn đồ của tôi. Tuy tôi cũng có một phần trách nhiệm, nhưng thứ hai, anh vô duyên vô cớ cướp đồ của người khác, xâm phạm đời tư. Thứ ba, anh nói năng không có chừng mực, rất bất lịch sự. Chẳng lẽ anh không cần xin lỗi tôi ư? Đừng có dây dưa lằng nhằng nữa. Tôi dây dưa lằng nhằng ư? Là đàn ông phải có phong độ. Sau đó cậu thả anh ta đi à? Nếu là mình không thả đi dễ vậy đâu. Lúc đó mình không phản ứng kịp. Lúc mình phản ứng lại, anh ta đã đi xa mất rồi. Câu xin lỗi đó của anh ta vì bất lịch sự với cậu hay vì đã cướp điện thoại của cậu, ai mà biết. Mặc kệ anh ta vì cái gì, tóm lại mình thấy đầu óc người này có vấn đề nghiêm trọng, bệnh hoang tưởng. Hai chữ xin lỗi tuy ngắn gọn nhưng ý nghĩa phong phú lắm. Anh ta nói nhẹ nhàng vậy, hiển nhiên là không có thành ý. Cậu đấy, đã nói gần đèn thì dạng, sao cậu lại không học được? Đã có lý thì không được nhường. Hãy nói là mình hiền lành đi. Đúng đúng, cậu hiền lành. Hiền lành rồi phải chịu thiệt thòi. Đâu có. Dọn đồ xong chưa? Cũng tạm ổn rồi. Mai mình phỏng vấn xong sẽ dọn qua ngay. Nói đến đây mình phải cảm ơn nhà biên kịch vĩ đại Kim Giao, đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, hiểu lòng người nhất, chịu thu nhận mình. Khách sáo quá, nhà biên kịch này không thấy hổ thẹn chút nào. Hợp đồng cần ký đã ký. Anh làm gì tôi không quan tâm. Nhưng hợp đồng Vọng Xuyên không được bỏ lỡ. Được. Hôm nay chúng ta không nói về phụ nữ, cũng không nói đến công việc. Chúng ta nói về chuyện khác. Anh biết hôm nay tôi đã đi đâu không? Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Hôm nay tôi đã đến triển lãm truyện tranh của Mạc Bất Ngữ. Giám đốc Tạ đúng là có thời gian. Nếu có thời gian rảnh nên ký vào hợp đồng đi. Đừng mà, hôm nay tôi đã vào hang cọp điều tra sát sao, nghe thấy nhìn thấy rõ ràng. Anh ta lồng tiếng, tôi có thể đảm bảo với anh, so với anh đúng là còn thua xa. Anh ta chỉ là không lộ diện bao nhiêu năm nay, chơi trò tạo cảm giác bí ẩn. Anh cho tôi cơ hội, tôi nhất định sẽ biến anh thành số một trong giới lồng tiếng. Vậy sao? Vậy e là tôi phải làm anh thất vọng rồi. Anh cho tôi một cơ hội nữa đi. Được. Anh suy nghĩ thêm đi. Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Được rồi, không nói nữa.
Cảm ơn. Cô uống chút nước đi. Cảm ơn cô. Thực ra tôi cũng hơi hồi hộp. Cô xem tôi này, lòng bàn tay tôi toàn là mồ hôi thôi. Chúng ta phải luôn giữ nụ cười. Tôi đánh anh đấy. Anh biết hậu quả khi cái chai này hạ xuống không? Cậu là ai? Cậu có tư cách gì mà lo chuyện của tôi? Anh, sao anh lại đến đây? Cậu là anh của cậu ta? Tôi nói cho cậu biết, thằng nhóc này vô duyên vô cớ đánh tôi. Hôm nay nếu không giải quyết xong chuyện này, đừng ai bước ra khỏi cánh cửa này. Các anh ai đang gây chuyện ở đây? Không, không có. Bạn bè uống rượu thôi mà. Ngồi xuống đợi anh. Steven, xin lỗi. Lại gây thêm rắc rối cho anh rồi. Chuyện nhỏ thôi. Tôi sợ em cậu xảy ra chuyện bất chắc. Tôi không gánh nổi trách nhiệm nên mới gọi cậu đến. Cảm ơn. Quán rượu có tổn thất gì tôi sẽ đền bù hết. Không khác mời anh ăn cơm. Được. Đúng rồi, hôm qua có cô gái nào gọi điện cho anh không? Lại nữa sao? Lại đưa danh thiếp của tôi cho ai à? Một người rất kỳ quặc. Anh, chúng ta có về không đấy? Về nhà thôi. Đọc bao nhiêu vậy? Rốt cuộc phải thế nào mới khiến cô hài lòng đây? Hài lòng tự khắc sẽ hài lòng thôi. Bắt đầu thôi. Họ nói trông tôi rất xinh đẹp. Giọng nói của tôi cũng rất hay. Giờ tôi cũng rất có hứng thú với nghề diễn viên lồng tiếng. Tôi thấy chỉ cần cố gắng hết sức, tôi sẽ là diễn viên lồng tiếng có nhan sắc và tài năng. Cô đến phỏng vấn làm diễn viên lồng tiếng hay cho cuộc thi sắc đẹp? Nghe ý cô nói chỉ quan trọng diện mạo của mình, chứ không quan trọng năng lực làm việc. Người tiếp theo. Tôi rất thích lồng tiếng, nhưng vì bản thân không biết ăn nói cho lắm. Công ty không có thời gian dạy một người cách nói chuyện. Người này không được, người kia cũng không xong. Tôi không muốn lãng phí thời gian nữa đâu. Đi đây. Cô xem, rụt đầu rụt cổ, không dám để lộ mặt ra rồi này. Bảo những người phía sau đợi thông báo đi. Xin lỗi, đợi một chút đã. Còn tôi nữa. Chị Yên Nhiên, tiếp theo là phỏng vấn trợ lý, có cần lùi lại không? Hạ Tiểu Ninh, tôi đã xem lý lịch của cô. Quả thực là người kém nhất trong số đó. Tôi nhớ cô không học ngành lồng tiếng đúng không? Sao cô lại muốn làm diễn viên lồng tiếng? Lúc học đại học em rất thích lồng tiếng trên mạng.
Em đã thử lồng tiếng một vài nhân vật trên mạng. Em muốn làm diễn viên lồng tiếng. Cô không đủ tư chất làm diễn viên lồng tiếng. Nhưng chúng tôi giờ còn vị trí trợ lý. Nếu quả thực cô có tư chất làm diễn viên lồng tiếng, sau này có thể điều chuyển làm diễn viên lồng tiếng của công ty. Cô đồng ý không? Em đồng ý. Chị Yên Nhiên, Hạ Tiểu Ninh đó cảm giác rất bình thường. Chúng ta có thể tìm thêm mà. Cô không hiểu đâu. Vừa đúng thời điểm mới là tốt nhất. Cũng phải. Một trợ lý không được quá hoành hành, nhất là người lại thường xuyên ở bên cạnh ông chủ. Đơn giản, ngoan ngoãn, bình thường mới là tốt nhất. Người phỏng vấn hôm nay đúng là vừa xinh đẹp vừa có khí chất, hơn nữa khí thế rất mạnh mẽ. Cậu biết không, quan trọng hơn là cô ấy không trông mặt mà bắt hình dong, không chỉ nhìn vào học lực, kinh nghiệm, mà cô ấy coi trọng người đó có thể chịu khó, chịu khổ, ngoan ngoãn, chăm làm hay không. Nghe ý cậu nói, cô ấy không cần người xinh đẹp, học vấn cao, giàu kinh nghiệm, lại chỉ cần một người mới, hoàn toàn không có ưu điểm như cậu. Đó là vì người ta không suy nghĩ nông cạn. Mình thấy cậu ngây thơ quá rồi đấy. Bỏ đi, với IQ và EQ của cậu, còn cả kinh nghiệm xã hội, mình rất khó giải thích những điều đó với cậu. Xong rồi, mình mệt quá, mình đi tắm trước đã. Một mình cậu ổn chứ? Được rồi, không thành vấn đề. Nam thần, bắt đầu từ ngày mai, em đã có thể chính thức học hỏi công việc lồng tiếng. Em nhớ anh đã từng nói, chỉ cần yêu thích thì hãy làm. Bây giờ cuối cùng em cũng làm được rồi. Nhà mới sao rồi, đừng bừa bãi không chịu dọn dẹp đấy. Mẹ, con lười đến vậy sao? Con dọn dẹp xong nhà rồi. Gửi cho mẹ xem nhé. Mẹ xem đi. Đây chính là phòng của con. Khung cảnh cũng rất đẹp, mẹ thấy không? Chỗ này còn có một ban công nhỏ. Trên ban công còn trồng rất nhiều hoa. Rất đẹp đúng không ạ? Không phải. Sao lại là anh? Cô lại lén chụp gì thế? Liên quan gì đến anh? Cô luôn đi theo dõi tôi. Tôi theo dõi anh. Anh này, tôi thấy không phải anh mắc chứng hoang tưởng thì chính là mắc chứng mơ mộng hão huyền. Anh tưởng anh là ai đáng để tôi theo dõi sao? Tôi còn định nói anh theo dõi tôi đấy. Dù cô đã chụp những gì, nếu để lộ tin nào đời tư của tôi nhất định sẽ kiện cô ra tòa. Anh bị thần kinh hay sao đấy? Cô, mỗi câu tôi nói đều rất nghiêm túc. Nếu cô nhận thức được, tốt nhất đừng để tôi gặp lại cô nữa. Nếu không, hậu quả tự gánh chịu. Tôi cũng đâu muốn gặp anh. Đồ ảo tưởng. Một ngày tươi đẹp, nửa đêm lại gặp phải tên dở hơi như anh. Đúng là mất hứng. Nếu cô ta thực sự là phóng viên hay đám thợ săn ảnh, lại phải chuyển nhà nữa sao? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Rất đẹp đúng không? Người này rốt cuộc có bí mật gì không thể để người khác biết vậy?
Thật là một tên kỳ quặc. Mỗi một lần gặp mặt đều là do duyên phận. Trong thế giới của chúng ta, mỗi ngày đều có vô số những lần gặp mặt như vậy, có vô số những duyên phận. Có thể chỉ là một bóng hình từng quen biết trong sinh mệnh của mỗi chúng ta, để lại một vết tích rất nhạt nhòa. Kịch bản không phải lại tình cờ đến vậy chứ? Không đi đòi tiền Steven, lại bám theo đến tận công ty. Nói đi, theo dõi tôi với mục đích gì? Tôi theo dõi anh. Làm ơn đi anh ơi, theo logic và lý luận của anh là tôi vào thang máy trước. Tôi có lý do nghi ngờ anh đang theo dõi tôi mới đúng. Cô không nói tôi sẽ báo cảnh sát. Con người anh... Anh mắc chứng ảo tưởng thì phiền anh đi chữa sớm một chút. Là đàn ông không cần ga lăng, nhưng phép lịch sự tối thiểu cũng phải có chứ. Ví dụ anh còn nợ tôi một lời xin lỗi. Nếu tôi là anh, tôi sẽ lập tức xin lỗi, thậm chí điều tra rõ mình ở tầng mấy. Rốt cuộc cô ta biết những gì? Sao anh lại không lên tiếng? Có phải phát hiện mình đuối lý rồi không? Chào buổi sáng các vị lãnh đạo. Chào giám đốc Cố. Đây là trợ lý mới của anh Hạ Tiểu Ninh.